Do you go to work today? Hôm nay bạn đi làm không? Yes. Có. No. Không. Have you had breakfast? Bạn ăn sáng chưa? Yes, already. Rồi. Not yet. Chưa. What will you have for lunch? Trưa nay bạn ăn gì? I don't know. Mình không biết. I will have bún chả. Mình ăn bún chả. Do you know how to cook? Bạn biết nấu ăn không? What time will you go home? Bạn về nhà lúc mấy giờ? I will go home at 5 o'clock. Mình về nhà lúc 5 giờ. Are you free tonight? Tối nay bạn rảnh không? For what? Để làm gì? Would you like to go out? Đi chơi không? What will you do tonight? Tối nay bạn làm gì? I'll stay at home. Mình ở nhà. Watch a film. Xem phim. Listen to music. Nghe nhạc. And read a book. Đọc sách. What do you do on the weekend? Cuối tuần bạn làm gì? I go travel with my friends. Đi du lịch với bạn bè.